Xin chào mừng quay trở lại các ba mẹ và các con. Chúng ta sẽ lại cùng thử phổ nhạc cho bài hát này nhé. Mình rất là dũng cảm đúng không? À, không phải quan trọng là hát thật hay, mà quan trọng là bên trong mình có âm nhạc. Và khi mình nghe thấy một giai điệu, một cái nhịp tiết tấu nào đó, thì mình nghĩ đến những nốt nhạc và miệng của mình hát lên như một chú chim vui tươi yêu đời, thay vì là ôi sợ quá bạn ấy phán xét mình, hoặc là ôi mình hát không hay đâu, đừng cười mình nhé. Đừng lo sợ những điều đấy ạ. Lúc này thì trong đầu của cô Trang đang nghĩ đến bài hát da 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 da. Nào, mình thử xem tiết tấu này rất là giống rộn ràng từng bước chân đang đi đến trường đấy. June comes and back to school, go all the boys and girls with paper, pencil, pretty books, singing like merry birds. It's fun to read, it's fun to write, it's fun to count, it's fun to draw and spell. We learn to sing, we learn to act, we learn to dance and play and pray as well. À, cái thú vị của những cái câu mà nó có tính lặp lại là mình sẽ cho nốt cao dần. It's fun to read, it's fun to write, it's fun to count, it's fun to draw and spell. Thì mình lại đi xuống. We learn to sing, we learn to act, we learn to dance and play and pray as well. Xin cảm ơn ba mẹ và các con, hãy tập luyện nhé.